bạn quay trở lại với kênh của Nhà Vui. Trong số này thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cách làm một món đồ ở cái dạng mô hình. Cụ thể đó là tôi sẽ làm cái mô hình của quán nem chua Thanh Hóa để treo ở một cửa hàng bán nem. Tại sao tôi làm mô hình? Thứ nhất thì cái mô hình này tôi sẽ làm để treo ở khu vực ngoài trời, mục đích là một cái điểm nhấn, một cách ấn tượng. Tức là cái mô hình này sẽ được treo thành một cái bó giống hệt với cái bó nem thật và được treo ở một cái biển quảng cáo ở phía ngoài đường. Nó sẽ đong đưa trước gió để làm hiệu ứng về thị giác để cho những người đi qua đường có thể nhận biết được là cái cửa hàng này đang có bán cái đặc sản chữ danh của Thanh Hóa, đó là nem chua. Cái nem thật thì được gói bằng lá chuối và trong là tất nhiên là cái nhân của nem được làm từ bì heo cộng với thịt heo và tiêu hành tỏi ớt, những cái gia vị đặc trưng để tạo nên cái hương vị đặc biệt của nem. Tuy nhiên vì treo ngoài trời do đó có cái vật liệu phải đảm bảo được yếu tố bền cùng với thời gian và tránh được các cái điều kiện xâm thực của nắng và mưa. Do đó để chuẩn bị làm được cái mô hình nem này thì thứ nhất ở đây tôi sẽ lựa chọn thứ nhất là cái ống nhựa. Ống này chính là cái ống nước, tiền phong. Vật liệu nhựa có khả năng chịu được điều kiện nắng và mưa. Ở đây tôi sẽ lựa cái ống phi 27 và cắt chiều dài này là 8 phân, phù hợp với cái nem, kích thước của cái nem tiêu chuẩn mà hay bán ở trên thị trường. Cái ống này thì các bạn thấy là nó bị rỗng và việc để tạo được cái nắp phía trên thì tôi sẽ lựa chọn ở đây là cái miếng xốp. Cái miếng xốp này thì rất dễ kiếm thôi. Xốp này là cái vật dụng để lót trong các cái bao bì của các thiết bị điện tử, tivi, tủ lạnh thì đấy thì rất là nhiều, rất là nhẹ và đặc biệt thì cái loại này chịu được mưa và nắng. Tôi sẽ cắt cái này ra thành các hình này để bịt vào. Bạn thấy nó rất là mềm, bộ khoa này rất là mềm để làm cái nắp bịt hai đầu. Mọi người có thể bịt bằng bất kỳ vật liệu gì, có thể đất sét hoặc là giấy nện, nếu làm trong nhà thì có làm giấy cũng được. Ngoài ra đặc biệt có các loại xốp khác nữa, tuy nhiên ở đây tôi sẽ lựa chọn cái xốp này với mấy cái ưu điểm mà cái xốp này sẽ có. Đây tôi sẽ tiến hành nêm nó vào. Đây, chúng ta đã có được một mặt. Tương tự thì chúng ta sẽ có cái mặt thứ hai, đầu thứ hai. Chúng ta nên cắt cái miếng xốp này lớn hơn gấp rưỡi để nhét vào cái nắp này. Xốp có tính đàn hồi rất là cao, với kích thước lớn hơn thì chúng ta sẽ được cái sự nêm chặt hơn rất nhiều. Đây các bạn có thể dùng móng tay hoặc là một vật dụng gì đấy để đưa vào. Đây chúng ta đã được hoàn tất rất nhanh thôi. Ở đây các bạn thấy phần phía đầu của nó rất giống với cái phần vật liệu ruột của nem, nếu như chúng ta có thể nhuộm phẩm vào. Như vậy đã được cái cốt của cái nem rồi. Cái cốt này các bạn có thể dùng bằng gỗ cũng được hoặc là bất kỳ vật liệu gì mà nó tạo thành hình của cái này. Bởi vì ngoài bọc lá nữa nên cái phần cốt này hoàn toàn các bạn có thể chọn rất nhiều các cái loại vật liệu phù hợp. Tiếp theo, linh hồn của cái nem này chính là cái phần lá chuối. Ở đây thì tôi sử dụng cái lá này, cái lá này chính là cái lá của cây chuối chẳng pháo chưa cạnh, làm rất giống lá chuối thật.
Nếu như chúng ta có thể mua được cái lá trứ to thì chúng ta sẽ cắt cái phần này theo cái phương này để cuốn vào nem thì nó rất là đẹp. Tuy nhiên tôi không lựa được cái lá chuối nào to hơn và buộc phải mua cái lá chuối bé bé này, thì công đoạn làm nó sẽ khó hơn một chút so với cái lá chuối to. Ở đây có một cái sống này thì chúng ta không thể cuốn cái sống này được. Phương án đưa ra thì tôi sẽ dùng cái phương án là lấy một nửa cái phần này thôi, một nửa cái lá, và tiến hành cuộn nó vào. Mất rất nhiều công, bây giờ chúng ta lại phải cắt cái lá này. Mỗi một cái lá nhỏ này sẽ làm được hai cái nem mô hình. Ok, sẽ cắt cái lá này một nửa và cắt cái phần này làm đôi để làm đôi. Chúng ta sẽ thực hiện đứng này đảm bảo để gấp được món nem rồi. Với cái lá chuối cảnh này thì nó có hai mặt, mặt trong thì xanh nhạt hơn và mặt ngoài thì xanh đậm hơn. Thì tôi sẽ lựa cái mặt ngoài này để làm cái vỏ bao. Bị cắt ra rồi thì bây giờ cái câu chuyện chúng ta cần phải gắn cái lá này lại. Có rất nhiều cách để gắn. Ở đây có hai cái phương án để lựa chọn, một là dùng cái keo nến này, hai là dùng cái keo 502. Thì cái keo nến này đòi hỏi phải có cái súng bắn keo. Hiện tại thì ở đây không có cái súng đấy, nên tôi sẽ sử dụng cái keo 502 để dán cái này. Tiếp theo là cái phần dây. Ở đây tôi đặt mua cái này trên Shopee. Dây buộc này bằng dây điện, tức là bên ngoài bọc nhựa và bên trong là cái lọ thép. Nó chuyên dùng để buộc các ngành lan chủ yếu. Một cuộn này là dài 50 mét. Tôi sẽ đo cắt cái tiếp này rất là dễ rồi. Tôi lấy cái mẫu này chính là cái phần mà nó đo vừa và cắt cái dây này. Các bạn nên cắt đồng loạt rất nhiều cái này để buộc một thể. Cắt cái này khá đơn giản. Nhà sản xuất đã chế tạo sẵn cái dao, rồi mình chỉ ấn một cái. Ok, đã cắt được cái này rồi. Và cho cắt thử cả bó này rồi. Chúng ta sẵn làm mà thôi. Ok. Có một cái vật dụng nữa là cái này để chúng ta buộc dây cho nó phù hợp. Cái này là cái cũng xử lý tình huống thôi. Tức là khi buộc dây dễ thì chúng ta sẽ cho một cái này để cho nó vừa cái này để mình buộc dây cho nó căng. Cái này có thể không bỏ cũng được cái bạn nhé, các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ đi bọc cái lá này. Để bọc cái này chúng ta vừa cắt hai cái mảnh này và việc chúng ta bây giờ là ghép cái mảnh này để cho nó bọc thành khuôn của cái quả nem. Nếu như chúng ta có một cái lá chuối đủ dài thì việc gói này sẽ rất đơn giản. Tuy nhiên như các bạn thấy là chúng ta không có cái lá chuối to và việc phải dùng cái lá chuối bé trang trí cho cái cây chuối chẳng pháo thì nó rất là bé. Đấy, chúng ta phải tổ hợp hai cái mảnh này lại để tiết kiệm lá, đồng thời cũng như tạo ra cái vỏ bọc. Ok, chúng ta đã có được cái vỏ ngoài rồi. Để định vị cái lá này thì tôi sẽ buộc bằng dây chun. Dây chun này sau khi mà đã xong thì chúng ta có thể cắt bỏ nó đi. Ta đã được cái vỏ lá này. Tôi sẽ dùng keo 502 để gắn các cái lá này lại với nhau để tạo thành một cái chỉnh thể hơn. Keo 502.
đợi ít phút để cho keo nó dính với nhau. Kéo 52 thì chúng ta chỉ cần giữ tầm 3 giây là keo đã dính vào rồi. Ok, vậy là keo đã dính rồi. Chúng ta làm cẩn thận vì cái keo 52 này cũng dính vào tay. Mục đích chính là tạo khuôn form mà thôi. Tiếp theo là chúng ta sẽ gấp mép. Đây là cái phần thân rồi. Chúng ta sẽ gấp mép để định hình cái phần. Lý do vì sao chúng ta phải bịt cái đầu vào xốp là để gấp cái mép này. Đó, gấp mép lại, chúng ta có được cái phần bịt đầu này. Ok, như vậy là chúng ta đã bịt được cái phần đầu này rồi. Rất giống với cái hình giả thật. Tôi cũng sẽ gắn ít keo vào đây để đảm bảo cho cái phần này nó bị dính vào nhau. Các bạn có thể tùy thuộc loại keo nào phù hợp. Tầm 3 giây chúng ta sẽ cái keo này thì chúng ta cái quả nem này chúng ta sẽ treo ở phía ngoài môi trường, chắc chắn là không tránh khỏi cái việc bị bụi bặm. Thì theo thời gian muốn sạch sẽ thì chúng ta cần dùng vòi xịt để chúng ta xịt để giữ cho cái vỏ luôn được sạch sẽ và hình ảnh làm mẫu của mình bị bắt mắt. Cái đầu bịt đầu tiên thì đã xong, chúng ta tiến hành bịt cái đầu thứ hai. Đầu thứ hai thì cũng được gấp lại và sử dụng bịt keo 52 để gắn tiếp vào. Tôi đã dùng tiếp một cái keo cái dây chun nữa để buộc theo phương dọc này. Theo đúng cái cấu tạo của nem chua thì chỉ buộc chun này là xong rồi. Tuy nhiên cái dây chun này thì theo thời gian nó sẽ không được giữ được cái độ bền nên như chúng ta keo trực tiếp ngoài trời. Do đó chúng ta sẽ thay bằng cái dây điện để chịu được cái điều kiện khắc nghiệt ngoài môi trường. Như vậy là hình hài cái quả nem thì đã xong rồi. Hình hài quả nem đã rất đẹp rồi. Và đúng ra là sẽ có như thế này. Là cần buộc cái chiều dài của cái dây buộc này là cắt đủ để cho một quả nem. Ở đây với cái kích thước của em dài 8 phân thì tôi cắt cái dây này dài 47 cm, sẽ buộc. Các bạn căn chỉnh cho nó vào giữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ dùng cái khuôn này để định vị. Đây cái phần dây này sẽ đặt vào giữa cái khuôn này để chúng ta đưa cho em vào. Lôi căng tay, lôi căng tay để có được cái sợi dây căng nhất.
và được cái hiệu ứng đây là cái phần đầu rất chéo này. Còn đi chun sau khi sẽ định vị xong chúng ta sẽ cắt bỏ đi, không dùng đi chun này nữa. Chúng ta sẽ đưa cái dây này vào hình chữ thập để tăng cái độ liên kết cho cái đoạn giao nhau của hai sợi dây. Đây, cái ưu điểm của cái này là dây nhựa và các loại thép, nếu được cũng đã buộc cái đầu này rất là chắc, rất vừa vặn. Vậy là chúng ta đã có hình dáng của một cái quả nem rất là đẹp. Theo cách buộc nem của nem từ Thanh Hóa thì sẽ có 10 cái quả nem này, tôi gọi một chục nem, và buộc túm với nhau. Và thông thường thì người ta sẽ bán theo chục, rất đẹp. Các bạn hoàn toàn có thể dùng cái mặt này để ra mặt ngoài. Tuy nhiên thì tôi thích cái màu này hơn, bởi vì cái màu này nó cho cái màu đậm hơn và chắc chắn là ít bị pha hơn. Bây giờ chúng ta sẽ cắt cái dây này đi, cái chun này không để nữa. Và cái dây buộc một xanh này chính là cái dây chun này, rất hoàn hảo. Đây là một cái gợi ý thôi, mọi người có thể tùy xem mà lựa cho mình một cái phương pháp làm nhanh nhất, giống thật nhất. Cái chính của mô hình là phải giống nhất. Ok rồi, rất đẹp. Đây là cái quả nem thứ hai được làm. Chúng sẽ cắt cái phần để chun đi. Ok, được hai quả, rất là đẹp. Ở đây tôi chuẩn bị rất nhiều các cái phần cốt này rồi, rất nhiều, bịt đầu xong, chuẩn bị rất nhiều và tôi sẽ làm mẫu cho cái mô hình này là 100 quả. Và đây là cái thành quả hơn một ngày. Tự suy nghĩ cách thức để làm ra cái quả nem mô hình. Đây là cái phần quả nem được làm và định vị bằng cái chun đen này để định vị gắn cái phần băng dính keo vào cho nó chắc chắn. Còn đây là cái phần sau khi đã được tháo bỏ cái lớp dây chun ra. Cái phần dây buộc này trông rất giống cái phần dây chun màu xanh, và cái phần lá chuối thì trông rất xanh. Thành phẩm có thể đạt đến hiệu ứng đến hơn 90%, giống với quả nem thật. Nem sau khi đã được làm xong thì sẽ được bó chục cái và bó này. Và nem cũng sẽ được bán theo đơn vị chục. Ở đây có một cái phần vỏ lá mặt dưới của lá chuối
với một cái màu xanh nó nhạt hơn. Tuy nhiên thì do đêm ngoài trời, tôi sẽ lựa cái màu lá chuối có màu xanh đậm để bền hơn so với sự tác động của thời tiết. Các cái bó nem này sau sẽ được buộc thành bó lớn và sẽ treo ở phần ngoài để tạo ra cái mô hình sinh động. Rất là đẹp. Mọi người cùng so sánh với hình ảnh nem chuối Thanh Hóa thật để xem sự độ giống của cái nem mô hình này. Tới đây thì tôi xin kết thúc video giới thiệu làm cái quả nem chua Thanh Hóa ở dạng mô hình, là một gợi ý cho những người có đam mê làm các cái mô hình về thực phẩm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo.